Trong buổi livestream bị cậu Năm khai khẩu, Phượng V đã khăng khăng thể hiện quan điểm V chỉ tin lời của cậu V thôi. Lời của cậu V là gì? Là nhà này để cho Lê Thị Hồng V. V nói V thương cậu, V yêu cậu, nhưng thật ra là V không hiểu cậu. Không hiểu thì làm sao mà có thể yêu và có thể thương một người trọn vẹn. Đến khi chuyện vỡ lở, đầu óc bã đậu của V được khai thông, V sâu chuỗi lại mọi câu chuyện liên quan đến cậu, hiểu cậu thì đã quá muộn. Đến lúc này V sinh hận sinh thù với người mà mình nói là mình yêu thương. Nhưng thay vì trách cậu, hận cậu đã trêu ghẹo, hãy trách bản thân là không đủ thông minh, lòng tham để che mờ sự tỉnh táo. Phượng V yên tâm, không chỉ một mình Phượng V bị lừa, mà nhiều đồng nghiệp cũng bị phong cách nói chuyện này trêu ghẹo, lên bờ xuống ruộng. Nào, quý vị hãy cùng nghe những tổng hợp thông tin. Thưa quý khán giả, phía sau sự thành công của ngôi sao sáng của sân khấu cải lương tuồng cổ Vũ Linh, không thể không nhắc đến bóng dáng của Ma Tư Quốc Thanh, người đồng cam cộng khổ từ khi cố nghệ sĩ hai bàn tay trắng đến khi ông ở đỉnh cao sự nghiệp. Vừa qua, Ma Tư Quốc Thanh đã chia sẻ câu chuyện về Bác Năm và Linh Tý. Nghe xong câu chuyện này, sâu chuỗi với câu chuyện về chiếc bánh bía của cô Thoại Mỹ, chiếc bánh bắp chiên của Bình Tinh, khán giả mới rút ra. Hóa ra, ông Hoàng Hồ Quảng Vũ Linh lại có lối nói chuyện, nói ý, hiểu tứ mà chỉ những người thấm đời mới hiểu. Cũng như những thanh niên mới lớn, Linh Tý từng có khoảng thời gian sốc nổi trong giai đoạn dậy thì. Mã Tư đã kể lại giai đoạn trẻ trâu, trẻ người non dạ của con trai nghệ sĩ Linh Tâm. Thằng Linh Tý nó đi du lịch Đà Nẵng cùng với má, không đem quần áo theo, chỉ mang có hai bộ. Thay vì giặt, mặc lại, nó lại mua bộ đồ mới. Cậu Năm không la rầy mà khen, trời ơi, mày mua bộ đồ đẹp vậy, tao đi với mày cứ tưởng tao là đệ tử của mày, còn mày là sư phụ, là sếp của tao. Mới ra đời còn xanh và non, nghe sao thì tin vậy, Linh Tý tưởng cậu Năm khen mình. Tý sung sướng, Tý lâng lâng cảm xúc, Tý phê trong ngôn từ của cậu Năm vì tưởng được cậu Năm khen thiệt. Để được cậu Năm tiếp tục khen, Tý đã mua một lúc 7 bộ quần áo mới, Tý chơi tới bến. Một tuần đi Đà Nẵng là 7 bộ quần áo mới tinh. Tuy nhiên, đến khi bị Mã Tư Quốc Thanh trách mắng thì mới vỡ lẽ, hóa ra là mình khờ. Mã Tư Quốc Thanh kể, khi về cậu đã trách má, yêu cầu má phải dạy dỗ lại Linh Tý, kể lại câu chuyện 7 ngày 7 bộ quần áo. Má có hỏi sao cậu không trách thằng Linh Tý? Cậu nói, tao thấy nó đang làm, tao để nó làm luôn, tao để im coi nó có hiểu không, ai dè nó không hiểu. Khi Mã Tư trò chuyện cùng với Linh Tý, anh cũng thừa nhận bản thân mình không hiểu ý của cậu Năm. Con thấy cậu Năm khen nên con mới mua, con không biết là cậu không hài lòng. Mã Tư mới giải thích cái nết lạ lùng của cậu. Từ giờ cậu nói sao thì con cứ hiểu ngược lại như vậy. Tội nghiệp Tý, không phải lấy xong bích trâm mới có biệt danh là Tý tội nghiệp, mà biệt danh này phải có sau phi vụ 7 bộ quần áo mới. Vừa mất tiền sắm đồ, vừa mất lòng của cậu Năm, lại vừa tự cởi áo để lộ cây truột còn non và xanh của mình. Sau khi Ma Tư chia sẻ câu chuyện thời niên thiếu của Linh Tý, nhiều khán giả lâu năm của cố nghệ sĩ đã sâu chuỗi nhiều câu chuyện khác liên quan đến các nghệ sĩ đồng nghiệp. Đúng nè mọi người, có xem clip cậu Năm nói Vũ mua bánh không? Cậu nói sao mua ít vậy? Sao đủ ăn? Mọi người đã định mua thêm, lúc đó ai dè cậu mới nói là nhiều quá đó. Lúc đó qua nhà Bình Tinh, cậu thích ăn bánh bía nữa. Chị Bình Tinh mua bánh mì chiên tôm, cậu nói mua ít vậy, thật ra là nó quá nhiều. Để ý là thấy ngay, đơn giản như vụ mua bánh, cậu nói tỉnh queo, xong hồi kêu đem ra chợ bán mới biết. Cái vụ mua bánh bắp chiên cũng vậy, cậu nói ngược. Ý của cậu là mua ít quá, ăn không đủ, chứ thật ra ý của cậu là nhiều quá, ăn không có hết. Thưa quý khán giả, bản tin Việt vừa thuật lại câu chuyện của Má Tư kể và những câu chuyện nghề chuyện đời liên quan đến ông Hoàng Hồ Quảng. Tổng hợp một chuỗi các câu chuyện này đã rút ra một phong cách nói chuyện giao tiếp đặc trưng của cố nghệ sĩ, đó là nói ý, hiểu tứ. Vũ Linh có tài năng, có thực lực để trở thành ông Hoàng Hồ Quảng, nhưng để có thể trở thành một cây đại thụ trong giới cải lương thì nó còn phải kể đến đức độ và lối ứng xử giao tiếp của ông với khán giả và đồng nghiệp. Chính phong cách giao tiếp, nói ý, hiểu tứ đã thể hiện ông là người rất khôn ngoan, cách nói này không làm phật lòng ai, làm mất lòng đối phương. Bởi vậy, ông bà ta mới có câu, người khôn
chửi khéo nửa câu để cho người dạy tưởng đâu khen mình. Phong cách nói chuyện này cũng đã được cố nghệ sĩ vận dụng rất linh hoạt và tinh tế trong kịch bản cuối đời mang tên Di Chúc Miệng. Cố nghệ sĩ đã nói ẩn ý, nhà này cậu cho Phượng Ve, còn cậu xin Kim Nga miếng đất về dưới ở dưỡng già. Quý vị có thấy vô lý không? Nhà của cậu đã có, cậu lại đi cho cháu của mình, còn bản thân lại đi xin. Xin được nhắc lại là đi xin ô xin giúp việc một mảnh đất để cất nhà dưỡng già. Nếu hiểu theo bề nổi của vấn đề thì Vũ Linh chẳng phải là ông Hoàng Cải Lương được triệu người mến mộ nữa. Ông Hoàng Cải Lương nói, cậu thương con lắm. Nhưng ông đã thủ phía sau một câu, nhưng con họ Lê không phải họ Võ của cậu. Cố nghệ sĩ nói, nhà không năm Đoàn Thị Điểm cho Phượng Ve ở. Nhưng ông chỉ nói một nửa, giữ lại ở trong lòng câu, cho ở chứ không phải là cho luôn, cho đứng tên. Cố nghệ sĩ nói, trong đời cậu chỉ có một Hồng Ve, hai Ruby, ba Hồng Loan. Nhưng thực tế thứ tự tình thương của cậu có đúng như lời của cậu nói không? Cậu không phanh phui lên án bản tính lêu lỏng, cờ bạc, nghiện ngập của hai đứa em. Thương em là một, nhưng giữ danh dự và tôn nghiêm cho gia tộc họ Võ là 10. Mất 5 căn nhà, 1.000 lượng vàng, cố nghệ sĩ xót của, nhưng không đau bằng việc mất căn nhà từ đường họ Võ. Khán giả chứng kiến đã tường thuật, Vũ Linh đã đứng từ xa, khóc quặn lòng khi nhìn cảnh ngân hàng phát mãi cái nhà từ đường. Dẫu sở hữu nhiều tài sản, có thể xây biệt thự buôn này bán kia, nhưng đến ngày ông mất, tâm nguyện hay di nguyện cao nhất đời cũng chỉ là căn nhà không năm trở thành nhà từ đường của họ Võ, không được bán. Điều này cho thấy cậu của Phượng Ve là người truyền thống, lối sống nề nếp gia phong, giữ sự tôn nghiêm, danh dự của tổ tiên và coi trọng cây phả hệ của họ Võ. Vì vậy câu nói, cháu họ Lê là nhất, cháu họ Ngô là thứ hai, con ruột họ Võ là thứ ba, nên phải hiểu ngược lại, con họ Võ là thứ nhất. Thưa quý khán giả của kênh YouTube Bản Tin Việt, Phượng Ve chỉ hiểu bề nổi trong cách sử dụng ngôn từ của cố nghệ sĩ mà không hiểu được hàm ý của ông Hoàng. Nó y xì đúc như trường hợp của Tí Tội Nghiệp, mua một lúc 7 cái áo, mặc 7 ngày. Nghe lời mà không đủ thấm đời, thấu đời để dẫn đến hiểu sai, hiểu lệch ý của cậu Năm Vũ Linh. Tuy nhiên, cùng là không hiểu ý tứ của cậu Năm, nhưng việc Linh Tý hiểu sai xuất phát từ cái tâm vô vụ lợi, anh cũng rơi vào ảo giác lâng lâng lời khen của cậu Năm và tự bay bổng lên mây là mình đẹp trai, bận đồ đẹp. Anh chỉ ảo tưởng vẻ đẹp của bản thân và không làm phiền, không làm ảnh hưởng đến ai. Còn Phượng rồi, không hiểu ý tứ của cậu Năm lại cộng thêm cái bản chất là tham lam sân si đố kỵ được bà Sáu Bào nhồi sọ ngay từ nhỏ. Nên ngoài việc Phượng Ve lâng lâng bay bổng trong lời khen của cậu, nó lại nảy nở bành trướng sự hơn thua, tự đưa bản thân lên vị trí độc tôn, cháu họ Lê thừa hưởng tài sản họ Võ, hơn quyền hàng thừa kế thứ nhất Võ Thị Hồng Loan. Thưa quý khán giả, khi yêu, khi thương một người, chúng ta phải hiểu về con người của người đó. Cậu của Ve, Ve thương, Ve yêu, nhưng phong cách nói chuyện xã giao của cậu, Ve lại không biết thì làm sao gọi là thương, là yêu, là cậu là số một. Ve biết cậu có bao nhiêu tài sản, Ve biết cậu có bao nhiêu mảnh đất, Ve biết Hồng Loan được má Tư Quốc Thanh ẵm về làm cây cớ để tranh đoạt tài sản. Điều này chứng tỏ tình thương Ve dành cho cậu thì ít, nhưng tình thương Ve dành cho tài sản của cậu thì nhiều vô số kể. Ve không hiểu tính của cậu thì để tri kỷ, đồng nghiệp, khán giả của cậu chỉ cho Ve hiểu. 10 tháng qua, lên voi xuống chó vì Di Chúc Miệng, chắc Ve cũng đã hiểu ý tứ của cậu. Ve nhận ra, Ve biết thì đã quá muộn. Bởi vậy, Ve mới cay cú, kết giao, bảo vệ các két và youtuber chửi, nhục mạ cậu Năm của mình. Thay vì trách bản thân của mình là ngu, mình dốt, không đủ trải đời để hiểu cậu Năm, trách bản thân vì lòng tham che mờ lý trí, Ve lại giày vò danh dự hình ảnh của cậu Năm mình, Ve trách người khác chứ không bao giờ tự vấn lại bản thân. Thưa quý vị, cố nghệ sĩ là người quá khôn ngoan, ông nhận ra lòng dạ của em của cháu nhưng bị ràng buộc bởi hai từ là máu mủ. Không hổ danh là ông Hoàng Cải Lương, lựa chọn cách giao tiếp, nói ý, hiểu tứ, ông đã thành công bảo vệ con gái và tài sản của mình và để người đời, luật đời, dạy dỗ những đứa em, đứa cháu để chúng nhận ra được bài học thích đáng và phải trả giá cho những sai lầm của bản thân đã gây ra.
còn về dòng họ Võ của ông, chẳng tuyệt tự, tuyệt tôn hay mất gốc, mất nguồn. Mọi thứ đã được ông lo chu toàn trước khi về gặp với tổ tiên. Không năm Đoàn Thị Điểm sẽ là nhà từ đường hương khói cho họ Võ. Chẳng cần hào quang, nổi tiếng, căn nhà của họ Võ chỉ cần sự ấm áp tỏa ra từ tiếng cười của những người con, người cháu ruột của ông Võ Văn Hoàng. Ngoài việc ngưỡng mộ, tình cảm phụ tử, cha con linh loan, còn để phục tầm nhìn xa trông rộng của cố nghệ sĩ, ông xứng đáng là ông Hoàng Cải Lương, xứng đáng với câu nói, 100 năm sau cũng không có ai trong giới cải lương lập được kỷ lục như Vũ Linh.